Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 10, nhiều nhà đầu tư đã rời phòng đấu giá đất ở Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội, số 7 Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông vì không chịu được nhiệt khi giá đất đấu giá lên quá cao so với kỳ vọng của họ. Một nhà đầu tư ra khỏi phòng đấu giá lúc 16 giờ cho biết, tổng giá trị mỗi thửa đất đấu giá đã lên đến hơn 10 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông, 27 thửa đất đấu giá ngày 19 tháng 10 ở các khu vực xứ Đồng Hạ Khâu, khu Đống Đanh, Đồng Cộc, khu Đồng Bo, Đồng Trúc, Cửa Cầu, Đồng Men, khu B, phường Phú Lương, khu Sao Chùa, ký hiệu X8, phường Yên Nghĩa, khu Dược, ký hiệu X7, phường Dương Nội. Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 48 đến 72 m2, giá khởi điểm từ gần 22,8 đến 32,2 triệu đồng một mét vuông. Tiền đặt cọc mỗi lô dao động từ hơn 200 triệu đồng đến hơn 400 triệu đồng. Trước đó, 27 thửa đất này từng được dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 7 tháng 9, nhưng đã bị tạm dừng theo yêu cầu của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông cách đây khoảng hơn một tháng. Dự kiến các thửa đất kể trên sẽ được đấu giá ít nhất từ 5 đến 11 vòng. Công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia vừa thông báo tổ chức đấu giá 39 thửa đất ngày 25 tháng 10 tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Phiên đấu giá bị dừng theo yêu cầu của huyện Quốc Oai. Theo đó, huyện Quốc Oai sẽ thực hiện giả soát, cập nhật, điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo phù hợp theo quyết định số 61-2024, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các quy định hiện hành. Việc tiếp tục tổ chức đấu giá sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và được thông báo công khai khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Người mua hồ sơ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá phiên này sẽ được trả lại khoản tiền đã nộp theo quy định. Trước đó, theo kế hoạch phiên đấu giá 39 thửa đất tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất quyền sử dụng đất ở thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10. Các thửa đất được mang ra đấu giá có diện tích từ 73 đến 114 m2 trên một lô với giá khởi điểm 4,7 triệu đồng trên một m2. Trước đó, ngày 13 tháng 10, huyện Quốc Oai phối hợp với công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 54 thửa đất tại thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn các thửa đất được đem ra đấu giá có diện tích từ 92,5 đến 113,9 m2, tổng diện tích 54 thửa đất đấu giá là 5.160,6 m2, giá khởi điểm của vòng đấu giá số 1 là 12,48 triệu đồng trên 1 m2. Cuộc đấu giá này đã thu hút 296 khách hàng với hơn 1.000 hồ sơ tham gia. Ở phiên đấu giá lần này, huyện Quốc Oai đã thực hiện cuộc đấu giá theo phương pháp bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và tối thiểu qua 5 vòng đấu bắt buộc, bước giá chung cho các thửa đất là 2 triệu đồng trên 1 mét vuông. Sau 12 vòng kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ, phấn đấu, phiên đấu giá kết thúc vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 10, ghi nhận giá trúng cao nhất là 54,48 triệu đồng 1 mét vuông, thửa có giá thấp nhất là 44,48 triệu đồng trên 1 mét vuông. Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng nhận định, kết thúc quý 3 năm 2024, giá bán biệt thự nhà liền kề trong dự án đều có xu hướng tăng so với quý trước. Số liệu phân tích của các đơn vị tư vấn bất động sản cũng cho thấy, giá bán tại một số dự án khu vực tăng khá cao. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, phân khúc này sẽ còn tiếp tục biến động giá do nguồn cung khan hiếm. Từ đầu tháng 10 năm 2024 đến nay, trên một số trang mua bán bất động sản trực tuyến Quỹ biệt thự nhà liền kề thuộc một dự án tại huyện Đông Anh được đánh giá là siêu hiếm, có mức giá tăng đáng kể. Để sở hữu căn có diện tích mặt sàn trên 80 m2, diện tích xây dựng khoảng 300 m2, 5 tầng, khách hàng phải chi trả mức giá từ 22 tỷ đồng trở lên. Căn vip nhất với diện tích đất đẹp 90 m2 được giao bán 25 tỷ đồng. Ở các lựa chọn diện tích nhỏ hơn 63 m2 đất, diện tích xây khoảng 250 m2 5 tầng, giá cũng trên 16 tỷ đồng. Số liệu của bất động sản.com.vn cho thấy, khu vực có nhiều nhà biệt thự liền kề mua bán thuộc các quận huyện như Hà Đông, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, trong đó khu vực quận Nam Từ Liêm có mức giá từ 97 đến 362 triệu đồng trên 1 m2. Khu vực quận Hà Đông có giá từ 119 đến 422 triệu đồng trên 1 m2 khu vực huyện Hoài Đức giao động trong khoảng từ 63 đến 244 triệu đồng trên một mét vuông, còn khu vực quận Hoàng Mai từ 150 đến 411 triệu đồng trên một mét vuông. Ở phân khúc biệt thự, tại các dự án đã được định hình tên tuổi hướng đến những khách hàng có nhu cầu hưởng thụ cuộc sống đẳng cấp, giá bán tùy thuộc vào diện tích và vị trí của từng căn. Đáng lưu ý, trên sàn giao dịch đã xuất hiện căn đặc biệt nằm ở lô góc sát mặt hồ có diện tích trên 300m2 thuộc một dự án trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được giao bán với giá 435 tỷ đồng, tức trên 1,4 tỷ đồng trên 1m2. Mức giá trên 1,14 tỷ đồng trên 1m2 cũng đang được giao bán với một căn biệt thự khác tại dự án này với vị trí sát mặt hồ dù không nằm ở lô góc. Trong khi đó, tại một số khu đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ, các căn biệt thự đơn lập có diện tích trên 340 m2 được giao bán với giá từ 500 đến 600 triệu đồng trên 1 m2. Các biệt thự này đều ở vị trí gần hồ điều hòa, phía sau tiếp giáp công viên nội khu. Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy giá bán bình quân của một số dự án biệt thự nhà liền kề trong quý 3 năm 2024 biến động tăng so với quý 2 năm 2024, dao động từ 7% đến 10% theo từng dự án và khu vực. Còn báo cáo tổng quan thị trường của Savins, đơn vị tư vấn bất động sản, cũng cho thấy giá bán biệt thự và nhà liền kề thứ cấp tăng và cao hơn so với sơ cấp. Giá thứ cấp của biệt thự tăng 3% so với quý 2 năm 2024, cao hơn 13% so với giá sơ cấp, đạt 169 triệu đồng trên 1 mét vuông đất. Nhà liền kề tăng 4%, đạt 187 triệu đồng trên 1 mét vuông đất, cao hơn 20% so với giá sơ cấp. Nguyên nhân dẫn tới giá biệt thự nhà liền kề tăng mạnh trong thời gian qua được các chuyên gia lý giải do nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu của khách hàng ngày càng cao. Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội Nguyễn Thế Điệp cho hay, mức tăng giá không chỉ đến từ các dự án mới mà còn ở các dự án đã bỏ không nhiều năm. Bên cạnh đó, theo các quy định mới từ các luật liên quan, giá đền bù đất sẽ theo thị trường, do đó giá sơ cấp có thể đẩy lên rất cao. Ngoài ra, quy định thông thoáng hơn về quyền sở hữu nhà đất đối với Việt kiều được kỳ vọng sẽ thu hút lượng kiều hối lớn, thúc đẩy nhu cầu tăng cao, do đó giá bán nhà liền kề biệt thự sẽ trụ vững ở mức đã tăng cao. Sự cải thiện rõ ràng về nguồn cung, đặc biệt từ các đại dự án mới sẽ tiếp tục đem đến dấu hiệu khả quan cho thị trường biệt thự, nhà liền kề. Giám đốc Savin Hà Nội Matthew Power đánh giá sự tăng trưởng về nguồn cung chính là nhân tố mang lại những dấu hiệu phục hồi rõ nét. Quý 3 năm 2024, chỉ riêng 3 dự án tại huyện Mê Linh, Thường Tín và quận Hà Đông, nguồn cung mới có thêm 176 căn biệt thự nhà liền kề, tăng 38% so với quý 2 năm 2024. Tổng nguồn cung sơ cấp trên thị trường Hà Nội đạt 673 căn từ 15 dự án, tăng 11% theo quý đáng chú ý, biệt thự, nhà liền kề là loại hình chiếm ưu thế, mỗi loại chiếm 38%, nguồn cung sơ cấp không chỉ tăng về nguồn cung, số lượng giao dịch biệt thự, nhà liền kề trong quý 3 năm 2024 cũng tăng mạnh, đạt 326 căn, tăng 194% so với quý 2 và 223% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng hợp nhận định của nhiều chuyên gia cho thấy, phân khúc biệt thự nhà liền kề sẽ còn tiếp tục biến động giá trong thời gian tới, đặc biệt là những dự án có vị trí đắc địa tại các quận nội đô khi nguồn cung tại khu vực trung tâm đã trở nên khan hiếm. Các dự án mới tại khu vực ngoại thành sẽ nối tiếp về nguồn cung mới với giá bán có thể tăng nhưng ở mức nhẹ, giúp thị trường tiếp đà phục hồi khởi sắc.